Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Hải Dương. Thì ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2019 thì em xin giới thiệu những mẫu xe tại nhà em đang có. Bây giờ hiện tại nhà em đang còn 6 mẫu xe. Thứ nhất là một chiếc Lacetti SE sản xuất năm 2009 nhập khẩu Hàn Quốc. Và thứ hai là chiếc BMW Mercy của hãng Mazda mang hộp số tự động và sản xuất năm 2003 với động cơ 1.8. Thứ ba là một chiếc Mac E200 được sản xuất năm 2004 với động cơ 1.8 rất là tiết kiệm xăng. Chiếc Mercedes-Benz rất là hợp lý, không hề bị ăn xăng. Và thứ tư là chiếc Chevrolet Vivante được sản xuất năm 2008. Được sản xuất năm 2008. Và thứ năm là chiếc Daewoo Wintom sản xuất năm 2006 nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc với hộp số tự động và nhiên liệu sử dụng là nhiên liệu dầu với động cơ 2.0 rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Và thứ sáu là chiếc Chevrolet Captiva được sản xuất năm 2008 với hộp số tự động, động cơ 2.4. Và tất cả những mẫu xe trên được giao bán với giá rất là hợp lý. Thứ nhất là chiếc Lacetti SE này đang được bên em bán với mức giá là 255 triệu đồng bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Đấy, xe rất là còn cứng cáp. Xe thì một tư nhân một chủ từ đầu các bác nhé. Hồ sơ cầm tay, hồ sơ tự quản đấy. Đấy, được sản xuất năm 2009 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Xe thì tổng thành của xe không hề có một lỗi nhỏ gì cả. Đấy. Đăng kiểm còn rất là dài. Đồ chơi lắp trên xe cũng rất là nhiều. Màn hình cam lùi và nội thất rất là đẹp. Xe thì không hề bị đâm đụng gì cả. Xe rất là cứng cáp các bạn. Mạ lốc quanh xe này. Và đã lắp thêm 4 mâm đúc của Chevrolet Cruze. Và thứ hai là chiếc BMW Mercy này, Mazda BMW Mercy được sản xuất năm 2003. Đấy, với động cơ 1.8 hộp số tự động. Mẫu xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 175 triệu đồng bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nào ở xa. Đấy, xe thì được trang bị rất nhiều đồ chơi, màn hình Android này, tích hợp Bluetooth và định vị GPS. Đấy. 7 chỗ các bác nhá. 7 chỗ và đã được bọc lại ra 7 hàng ghế rất là đẹp. Xe không hề có lỗi gì cả. Với động cơ 1.8 thì vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, hộp số tự động đi thì rất là nhàn. Đấy. Các bác nhìn tổng thành xe này, màu đen này, biển Đà Nẵng rất là đẹp. Xe đã được chủ xe độ thêm là gương cụp xòe các bác nhé. Tắt chìa khóa là gương tự cụp, mở chìa khóa là gương tự mở. Đấy. Rất là đẹp. Bác nào mà kết mẫu xe này, những mẫu xe này thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0358 286 286, gặp em Quang Hải Dương rất là chắc chắn. Vâng, và thứ ba là chiếc Mercedes-Benz E200 được sản xuất năm 2004 mang biển số Hà Nội các bác nhé. Với động cơ 1.8 hộp số tự động rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Còn nội thất và ngoại thất thì nó chẳng khác gì là một chiếc E240 cả. Đấy. Nội thất và ngoại thất thì nó không kém gì một chiếc E240. Rất là đẹp. Các bác nhìn chưa? Rất là tinh tế này. Đấy. Rất là tinh tế. Dòng này E200 thì nó sẽ không có điện thoại ở đây nhé. Không còn có chiếc 6310i ở đây. Dòng E240 mới có. Các bác nhìn này, rất là đẹp. Nội thất này. Rất là đẹp nhé. 4 kính chỉnh điện auto này. 4 kính chỉnh điện auto, ga tự động. Đấy. Gương kính chỉnh điện, 2 ghế chỉnh điện nhé. Ghế chỉnh điện và ghế da nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên bản theo xe. Điều hòa hai dàn nhé. À không phải là hai dàn mà có thể là có nó thiết kế là hai ống dàn đằng sau này. Rất là mát người ghế ngồi ghế đằng sau. Một chiếc xe mà đẳng cấp doanh nhân đây. Ngồi trên chiếc xe này mới giữ mức giá
được đang được bên chợ bán với mức giá là 255 triệu đồng bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Thì mức giá rất là hợp lý. Mức giá chỉ bằng một mẫu xe này thôi, một mẫu xe Lancet ISE này thôi, nhưng mà đây là hộp số tự động và một chiếc mẫu xe rất là sang trọng. Các bác nhìn đây, đèn đóm này, đèn đóm mặt ga lăng này, biểu tượng này, ngôi sao ba cánh này, còn rất là đẹp. Mang biển số Hà Nội thì bác nào mà ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn đấy thì sẽ không bị mất 20 triệu tiền về biển nhé. Các bác nhìn đây, tổng thành xe rất là đẹp này, gương cục trà tinh học nhân gương này. Xe rất là cứng cáp, không hề bị đâm đụng tai nạn gì nhé. Thân vỏ còn rất là đẹp, máy móc rất là chất, gầm vệ rất là chất, cứng cáp. Đấy, các bác nhìn này, những đường ốp mạ gỗ quanh xe này, quanh nội thất này, nhìn rất là sang trọng. Đấy, các bác nhìn đấy, chạy quanh vòng quanh xe luôn. Đấy, rất là đẹp. Xe này là gồm có 6 túi khí các bác nhé, 6 túi khí rất là an toàn. Chỉ mức giá là 255 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đấy, bác nào kết mẫu xe này thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 để được em tư vấn về mẫu xe này. Thứ tư là chiếc Chevrolet Vivante được sản xuất năm 2008 với cái biển số Hòa Bình. Biển số Hòa Bình nhé. Đây là một chiếc xe mang động cơ 2.0, hộp số sàn. Đấy, đã được chủ xe lắp đặt rất nhiều đồ chơi, ví dụ như là bốn mâm xương cá này, nhìn rất là thể thao. Màn hình Android này, đấy, tích hợp ở camera lùi, khóa cửa chỉnh điện. Rất là đẹp. Chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 160 triệu đồng, bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác nào ở xa. Đấy, những mẫu xe này bên em giá rất là hợp lý, chỉ có 160 triệu đồng thôi. Thì đây là một mẫu xe 7 chỗ các bác nhé. Nhưng mà chủ cũ thì em xin giới thiệu là chủ cũ đã tháo hàng ghế sau ra để mà thỉnh thoảng chở đồ, vì là người ta sử dụng bây giờ chỉ cần sử dụng 5 ghế ngồi thôi, đằng sau người ta hay đi chở đồ hay là chở hành lý nên người ta đã tháo hàng ghế sau ra. Bác nào thích thì có thể mua thêm một hàng ghế đằng sau nữa, chỉ tầm khoảng 2 hoặc 3 triệu đồng thôi, ở những khu chỗ làm nội thất rất là dễ dàng thôi. Đấy, các bác nhìn tổng thành xe này, mang tông màu bạc rất là đẹp nhé. Thân vỏ không hề mất một phân keo chỉ nào, không hề bị đâm lụng tai nạn ngấm nước gì cả. Đấy, không hề bị mục mọt các bác nhé, không khoan đục taxi. Đấy, không khoan đục taxi. Nội thất rất là đẹp, bọc da rất là đẹp nhé, rất là sáng. Các bác nhìn này, rất là đẹp. Tablo đây, rất là đẹp. Đăng kiểm rất là dài nhé, đến tháng 2 năm 2020. Bác nào mà kết những mẫu xe nào mà một trong những mẫu xe này thì hãy alo cho em, kết bạn Zalo cho với em thì em sẽ gọi video để quay chi tiết từng xe một, từng góc cạnh một cho các bác xem. Vì thời lượng nó không thể quay được nhiều như thế nên là em không thể quay được chi tiết được. Vâng. Và thứ 5 là chiếc Daewoo Wintom nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, một chủ tự động biển Hà Nội, với động cơ là 2.0, máy dầu, hộp số tự động, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, xe đang được bên em chào bán với mức giá là
320 triệu đồng. Bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đây các bác nhìn đây, nội thất rất là đẹp, sang trọng, một màu đen rất là đẹp nhé. Được chủ xe ốp mạ ốp sàn này, 6D này, rất là đẹp này. Rất là đẹp các bác nhé. Đây. Bốn kính chỉnh điện này, auto có này. Gương chỉnh điện này, cụp xe này, tăng độ sáng mà đèn táp lô này. Đấy. Nắp đã thêm màn hình này. Xe thì trang bị rất nhiều đồ chơi và tính năng an toàn phanh ABS hay là túi khí. Đấy. Mới chỉ mức giá là 320 triệu đồng thôi thì đã được một Envintom với hộp số tự động. Hộp số tự động các bác nhé. Động cơ 2.0 và sử dụng nhiên liệu là dầu, rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là kinh tế. Đây là một mẫu xe rất là kinh tế các bác nhé, rất là kinh tế luôn. Và cuối cùng là chiếc xe thứ 6, Chevrolet Captiva, được sản xuất năm 2008, cũng mang hộp số tự động các bác ạ. Xe này thì một chiếc xe là không hề có lỗi tật lỗi gì cả. Đấy, hộp số tự động các bác nhé. Cũng biển Hà Nội luôn, rất là nhiều xe biển Hà Nội. Bên em rất là nhiều xe, mẫu xe biển Hà Nội nhé. Biển Hà Nội, tại sao em lại nhắc đến biển Hà Nội? Vì là các bác nào mà muốn về Hà Nội đấy, về biển thủ đô đấy, thì sẽ bị mất 20 triệu tiền biển nếu mà các bác là xe biển tỉnh. Nên là con này đã là biển Hà Nội về thì các bác chỉ việc sang tên thôi. Đấy, chỉ việc sang tên thôi, không hề bị mất thêm 20 triệu tiền biển. Xe cũng đã được lắp đặt rất nhiều đồ chơi, màn hình cam nùi. Đấy. Với tông màu vàng cát thì rất là đẹp. Bên em bán cái tông màu vàng cát này rất là chạy các bác nhé. Bốn kính chỉnh điện này, ghế da nguyên bản theo xe này. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe này. Nội thất đây, các bác nhìn rất là đẹp nhé. Số tự động. Đấy. Ốp mạ vân gỗ quanh xe. Đồ nhựa táp ly không hề bị xước sắc gì cả. Đấy, bốn phanh đĩa nhé, phanh ABS 4 bánh, rất là an toàn. Túi khí là hai cái nhé các bác nhá, rất là đẹp. Nội thất rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Và cái tông màu vàng cát nữa. Chiếc xe này đang được bên em chào bán mức giá là 270 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Chỉ mới 270 triệu đồng thôi. Bác nào mà kết một trong 6 mẫu xe này thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0358286286 ở em Quang Hải Dương để được chốt một trong những mẫu xe này. Và bác nào quan tâm đến riêng một dòng xe nào đấy thì hãy alo cho em, gọi video, em sẽ quay video từng chiếc một cho các bác, từng chi tiết một cho các bác. Thì sau video này thì các bác hãy ấn đăng ký và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày. Và em xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau những video sau. Chào tất cả mọi người.